Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sập dự án lớn xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Đức. Chủ tiệm ăn nhanh và đại sứ ôm nỗi buồn ngày 19 tháng 5. Ở phía sau lưng của tôi đây, đây chính là con đường trước đây thời Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là nước Đức Cộng sản cũ, có tên là con đường Hồ Chí Minh. Và sau khi nước Đức thống nhất thì hàng loạt các bức tượng Lenin, Hồ Chí Minh ở khắp nơi đã bị đập bỏ. Và tới năm 1992 thì quận Lichtenberg họ đã họp và họ không còn muốn giữ cái tên Hồ Chí Minh cho con đường này nữa, và họ đã đổi thành đường Weissensee-Weg, một cái tên hoàn toàn Đức, và lại quên đi quá khứ tên ông Hồ Chí Minh, một người gây ra nhiều tranh cãi và cho rằng ông ta chính là một nhà độc tài. Dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Đức được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông của cả Việt Nam và một số tờ báo ở nước ngoài, và trong đó có một số tờ báo địa phương của Đức. Thì nay bãi đất được thuê đó vẫn để hoang, cỏ mọc, và thậm chí câu hỏi của tờ Thời báo .de đặt ra về khu vực tượng đài Hồ Chí Minh được xây dựng tại Moritzburg, một thành phố nhỏ ở Đức, có được diễn ra hay không, thì ông thị trưởng ở đây còn không thèm trả lời vì ông đã quá nhức đầu với những tranh cãi về dự án này. Và như vậy là dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh đã bị vứt vào sọt rác. Được biết, nơi mà nhà doanh nghiệp người Việt Nam định tài trợ xây dựng dự án tượng đài Hồ Chí Minh là một địa điểm ở thành phố nhỏ Moritzburg ở miền đông của nước Đức, nơi vào năm 1957 ông Hồ Chí Minh đã đến thăm trên 350 trẻ em miền Bắc Việt Nam được đưa đến đây trong thời kỳ chiến tranh đang diễn ra ở nước này. Và dường như ở Đức cũng như một số nước ở Đông Âu vẫn diễn ra tình trạng một số người Việt Nam ở miền Bắc khi sang nước Đức định cư, trước đó họ có thể là du học sinh, học nghề hoặc có thể là lao động phổ thông ở đây. Tới một thời điểm nào đó họ kiếm được khá nhiều tiền thì bắt đầu đi vào con đường hoạt động chính trị của mình. Họ thường đi vào việc ủng hộ nhà cầm quyền Việt Nam, ủng hộ thể chế cộng sản độc tài tại Việt Nam, và họ cũng mong muốn phát huy thể chế đó ở nước ngoài, ở ngay nơi mà đất nước họ đang sinh sống, đó là nước Đức. Thông thường ta sẽ thấy hình ảnh của họ tiếp đón đại sứ và các đoàn từ Việt Nam sang, ăn uống nhậu nhẹt trong các khu chợ, các trung tâm thương mại của người Việt ở Berlin hoặc ở các tỉnh ở phía đông của nước Đức. Và giờ đây, những nhà doanh nghiệp này họ tính một bài lớn hơn, đó là tài trợ xây dựng khu tượng đài hoành tráng, rộng lớn ở một thành phố nhỏ. Nhiều người cho rằng đây là một hình thức đi buôn chính trị rất lời lãi, bởi vì những người Việt Nam kinh doanh thành đạt này họ thường bỏ rất nhiều tiền để mua nhiều đất ở Việt Nam, và họ thường tìm mọi cách có quan hệ với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam để sau này khi về xây dựng khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê ở Việt Nam thì họ hy vọng rằng sẽ được ưu đãi và gây thanh thế trong nước. Chính vì vậy mà dường như họ đã đầu tư tiền để thuê những khu đất như vậy và sẵn sàng có thể bỏ thêm nhiều tiền nữa để xây dựng những đài tưởng niệm của những lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đức. Với khu vực xây dựng đài tưởng niệm nhà nước Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức đã bị sụp đổ, thì khu vực tưởng niệm này của nước Cộng sản Đông Đức không ai chăm sóc nữa, nó trở nên hoang phế, rất bẩn thỉu. Mặc dù vậy thì những người Cộng sản hoặc những người yêu Cộng sản vẫn coi đây như là một chốn linh thiêng của họ, và họ thường đến đây hành hương vào mỗi dịp sinh nhật ông Hồ Chí Minh 19 tháng 5 để khoe trương thành tích trung thành với chế độ Cộng sản của mình trên các báo chí trong nước. Và báo chí Đức đã đặt câu hỏi về nhà độc tài Hồ Chí Minh cũng như cuộc biểu tình phản đối rầm rộ đã diễn ra khi dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh đang được chuẩn bị. Và một nhân vật rất quan trọng đó là ông Võ Văn Long, giám đốc một tập đoàn bao gồm rất nhiều nhà hàng ăn nhanh ở Đức. Và có thể khi tượng đài này được xây dựng thì ông sẽ tài trợ một số tiền rất lớn. Đó là tiền mà ông ta đã thu được từ nhân dân Đức khi kinh doanh cơm rang mì xào tại đây. Và mời các bạn xem bản tin mà tờ báo của Đức đã miêu tả về sự việc này. Đài tưởng niệm một nhà độc tài. Cách đây gần 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đã đến thăm những trẻ em đang sinh sống trên đất nước tại Moritzburg ở Đức. Đài tưởng niệm sự kiện này sẽ được xây mới
theo như truyền thông nhà nước Việt Nam nói vậy, và điều đó đã gây ra các cuộc biểu tình và phản đối rộng lớn tại Đức. Trao đổi với thị trưởng kiêm trưởng ban điều hành của khu vực này, chủ hệ thống nhà hàng ăn nhanh ông Võ Văn Long với thương hiệu Thăng Long, vốn sinh ra trong một thể chế cộng sản ở miền Bắc Việt Nam. Ông là người Quảng Bình, sống tại Berlin. Ông bày tỏ mong muốn thuê lâu dài khu đất này, không những thuê mà còn sẽ mở rộng khu tưởng niệm Hồ Chí Minh. Ví dụ, có thể xây dựng khu nhà sàn của ông Hồ Chí Minh ở đây, trong đó cũng có thể trình chiếu các tài liệu về thời gian lưu trú của trẻ em Việt Nam ở Morrisburg. Và ông đại sứ đi cùng cũng hứa rằng nếu đài tưởng niệm được xây dựng, không chỉ những người lưu học sinh của chế độ cộng sản từng ở Morrisburg trước đây sẽ tới, mà sẽ có rất nhiều người Việt Nam đến đây để thăm viếng. Và như đã dự đoán, ý tưởng của ông Võ Văn Long, một doanh nhân của nhà hàng ăn nhanh, đã gây ra sự phản đối rất dữ dội của nhiều người tị nạn cộng sản, và trong đó có cả những người Việt Nam khác sống ở thời Cộng hòa Dân chủ Đức chuyển đổi sang thể chế dân chủ và tự do. Trong một bức thư gửi đến thành phố Morrisburg, Dr. Hồng Ân Dương, điều phối viên của diễn đàn Việt Nam 21, nói rằng trong khi tờ báo Jaksic Zeitung của Đức đăng bài theo bước chân của ông Hồ vào ngày 19 tháng 5 năm 2016, chỉ thông tin về mong muốn của đại sứ Việt Nam tại Đức và ông chủ hệ thống nhà hàng ăn nhanh Võ Văn Long muốn thiết lập một đài tưởng niệm thiếu nhi ở Morrisburg trong khuôn viên tu viện ở Morrisburg này. Tờ báo mạng Việt Nam, ví dụ như những tờ báo mạng Việt Người Việt và nhiều trang mạo khác, đã lên tiếng về dự án đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng tại Morrisburg, và họ khẳng định rằng việc thành lập tượng đài Hồ Chí Minh ở Morrisburg đã thỏa thuận xong xuôi. Trong bức thư viết tiếp, bài báo của tờ báo Người Việt đã gây bức xúc, kích động và phẫn nộ trong lòng cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt là những người Việt Nam phải đi tị nạn cộng sản đang phản đối dự án này dữ dội. Họ đã viết thư phản đối và kiến nghị tới thành viên Quốc hội André Lemmer. Sau khi gặp gỡ nhóm Morrisburg tháng 4, thành viên của tại Dresden của đảng CDU đã mời đại sứ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới thăm Morrisburg. Ông André Lemmer cũng chính là ủy viên Quốc hội của Đức thuộc đảng CDU. Trong lá thư gửi cho thị trưởng Hội đồng thành phố Morrisburg, Dr. Hồng Ân cũng viết rằng Hồ Chí Minh hoàn toàn không được quần chúng Việt Nam tôn kính như người ta vẫn thường tuyên bố. Nhiều người đã đổ lỗi cho ông ta vì gây ra cái chết của hàng triệu người Việt Nam trong chiến tranh. Ông nói tiếp, một cựu sinh viên ở Morrisburg mà chúng tôi biết cũng đã bày tỏ sự phản đối về dự án xây đài tưởng niệm Hồ Chí Minh. Và nói thêm, do đó chúng tôi thấy không có lý do chính đáng nào cho việc xây dựng tưởng niệm Hồ Chí Minh ở Morrisburg cả. Christian Muster, thành viên của đảng AfD của Quốc hội cũng chỉ trích rằng dự án được lên kế hoạch hướng đến một thành lập một nơi thờ tự lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh. Điều này có thể vẽ lên một bức tranh hoàn toàn không có cơ sở về việc thực sự là một chính trị gia đang gây nhiều tranh cãi. Còn chủ tịch đảng CDU ở đây cũng đưa ra tuyên bố rằng, trong đó ông cho biết không hợp lý khi tôn vinh một nhà độc tài. Cuối cùng thì những nỗ lực của những người Việt Nam yêu đảng, yêu bác ở Đức từ năm 2016 cho đến nay cũng bị vỡ vụn, cùng mong muốn dựng khu đài tưởng niệm của nhà độc tài cộng sản. Đó có thể là những bức tượng rất lớn, cao đến 10, 12 mét, thậm chí 15 mét, hoặc những khu nhà sàn mà người ta có thể ra vào và xem những hình ảnh của những học sinh đã từng sống ở đây. Vì đơn giản ở các nước dân chủ và tự do như ở Đức thì không có truyền thống tôn sùng cá nhân, và đặc biệt là đối với các nhân vật cộng sản gây tranh cãi như ông Hồ Chí Minh, vì ông được cho rằng là người phải chịu trách nhiệm của cái chết của hàng triệu người dân Việt Nam trong các cuộc chiến huynh đệ tương tàn phá tan đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay: sập dự án lớn xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Đức, chủ tiệm ăn nhanh và đại sứ ôm nỗi buồn ngày 19 tháng 5.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.